hết đi nha. Bình thường là nếu như mà không vào tắt ở sâu bên trong thì chắc chắn là reset lại nó không tắt đâu. Ok. Xin chào toàn thể quý vị và anh chị, chúng ta sẽ đến với cái phần video tiếp theo trong ngày hôm nay. Đó chúng ta sẽ đến phần đó là tắt tên lửa ở trên Win 10 20H2. Bình thường những cái bản Windows khác thì chúng ta tắt tên lửa ở trên hệ thống YouTube hay là một số kênh mạng xã hội là hướng dẫn cho anh chị rất là rõ và chi tiết rồi. Nhưng mà chúng ta sẽ bước sang cái phần là khó hơn, đó là chúng ta gặp phải những tình trạng như chúng ta kiểm tra cái phần cấu hình mà gặp phải Win 10 Pro 20H2 này thì nó sẽ khó hơn cho chúng ta rất là nhiều. Minh chứng là như sau. Anh chị vào cái phần cửa sổ Windows R, anh chị ấn cho em cái tổ hợp cái phím này. Đây. gpedit.msc, anh chị mở ra và anh chị sổ cái phần này xuống. Sổ nó ra giúp em nhé. Admin này. Đấy. Template này. Sau anh chị sổ tiếp là cái phần Windows này. Collection này. Đó. Mở tiếp. Anh chị mở và tìm đến. Nếu như cái bản Windows bình thường mà Win 10 thì anh chị chỉ cần vào cái phần Windows Definer. Đó. Và phần này. Nhưng cái bản Win này nó sẽ không có cái phần Windows Defender để cho anh chị tắt đường lửa, cho anh chị có tìm cũng sẽ không có. Anh chị làm cho em một cái thao tác là anh chị quay lên phía trên, anh chị vào cho em là cái phần đó là Microsoft Defender Antivirus, anh chị sổ cái phần này ra và anh chị vào cho em cái phần này, kích nút vào nhá. Và phần này thì nó sẽ có hai cái phần để cho anh chị tắt. Anh chị để ý này, nó rất là rối, nếu anh chị mà chưa làm quen máy tính thì nó sẽ hai cái phần tool off, anh chị tắt đi giúp em. Anh chị trỏ chuột vào đó và anh chị kích loop chuột trái hai lần cho em. 1 2. Nó sẽ sổ ra cho anh chị một cái bảng làm việc này, anh chị cũng không cần phải quan tâm. Đó, nó bằng tiếng Anh thì anh chị kích cho em cái chuột trái vào cái phần enable này và sau đó là bước tiếp theo là anh chị ấn apply và ấn ok. Đó. Tắt đầu tiên là thành công. Enable xong rồi. Sang cái phần thứ hai tiếp tục, anh chị cũng kích nút vào đây cho em. Đó, cái phần này thì là cái phần này em cũng đã tắt nó rồi, cho nên là anh chị không cần phải làm thao tác như em nữa là xong. Tiếp theo là anh chị xuống cái phần cho em là Return này. Kích nút vào đây để trong cái phần này thì anh chị sẽ có một cái phần đây, cái phần là Tool of Return này, Production này. Kích vào đây cho em, tại vì cái bản này em vừa lấy em cũng tắt rồi. Nếu mà chưa tắt thì nó là vị trí này thì anh chị vào đây. Vào apply. Ok. Đó. Như vậy là chúng ta đã tắt lại toàn bộ cái tường lửa Defender của chúng ta rồi. Đó. Như vậy là trong cái phần này anh chị lưu ý cho em là có hai cái chính anh chị cần phải lưu ý. Thứ nhất là anh chị vào cho em là cái phần đầu tiên là anh chị vào giúp cho em là sổ ra và anh chị tìm đến cho em về cái phần này, phần 1, phần 2 và sổ tiếp Windows. Không quan tâm đến Windows Defender nữa mà sẽ vào cái thẳng trực tiếp luôn và cái phần là Microsoft Antivirus và tắt cho em hai phần. Đó, Tool of Microsoft Defender và phần thứ hai đó là phần Tool of Routine Remediation gì đó, tiếng Anh của em nó không giỏi lắm. Rồi xong cái phần đấy thì anh chị sổ tiếp là để tìm cái phần Retime. Cái phần Retime này thì cũng tắt tiếp. Phần tool off này kích nút vào đây và tắt tiếp hai phần này. Đó. Sau khi xong rồi thì anh chị nhớ là anh chị vào cái phần cài đặt của Windows Defender đi để chúng ta kiểm tra lại xem là nó hoàn toàn nó tắt hay chưa. Đó. Anh chị kích nút vào đây và vào cái phần này và tắt hết đi nhá. Bình thường là nếu như mà không vào tắt ở sâu bên trong thì chắc chắn là reset lại nó không tắt đâu.
Ok, xong rồi thì anh chị đã kiểm tra xong hết toàn bộ mọi thứ, ngon lành cành đào tắt xong rồi thì anh chị giúp em một thao tác là anh chị reset lại máy, và chúng ta sẽ kiểm tra cái phần reset xong thì chúng ta sẽ kiểm tra lại xem là nó có bật lên nữa hay không. Sau khi chúng ta reset lại máy thì anh chị sẽ vào cái góc màn hình phía ở bên phải, anh chị sẽ kiểm tra cho em một chút, đó là kiểm tra xem là cái antivirus, cái Defender nó tắt hay chưa. Đó, anh chị kích nút vào đây, em back lại làm lại cho anh chị kích nút đó, và sau đó là anh chị vào xuống cái phần đó là Manager Setting, kiểm tra lại toàn bộ hệ thống đã off hết rồi, chúng ta có thể là ok bắt đầu chúng ta vào quá trình cài đặt bình thường. Còn bình thường nếu như mà trong những cái bản 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 Windows vào những cái bản Windows mà anh chị gặp ở trên máy tính của mình, đó là những cái ký hiệu là Windows Pro 2022 như này, nếu như chúng ta không làm theo những cái bước như thế, chắc chắn là khi anh chị reset lại hoặc là có thể là hên xui nó tự nó bật lên thôi, thì là nó sẽ ăn hết toàn bộ những cái file file correct của chúng ta, thì chúng ta sẽ cài đặt nó không được thành công. Đấy, vừa rồi thì em cũng đã hướng dẫn cho anh chị một chút, đó là những cái kỹ năng để tắt cái tường lửa trước khi chúng ta đi vào cái việc là cài đặt cái phần mềm Kubase hoặc là một số cái phần mềm khác để chúng ta tiến hành chúng ta cần cài đặt vào cái chuột correct. Và cảm ơn những anh chị đã quan tâm và theo dõi cái video của em vừa rồi. Mọi ý kiến đóng góp hoặc là cần phải làm rõ hơn hoặc là tìm hiểu rõ hơn thì anh chị vui lòng để lại comment ở phía bên dưới để cho đội kỹ thuật cũng như em kiện toàn và trả lời cho anh chị. Và cảm ơn và chúc anh chị có một cái ngày mới tốt lành.